Có một số chuyện không cần thiết phải nói ra thì ta tốt hơn cứ nên im lặng. Tao thấy mọi thứ xung quanh của tao có vẻ nhạt quá. Tao nhạt, mày cũng nhạt không kém. Hay là bây giờ tao mày làm gì đi? Mình phải làm cái gì đó mà gây tiếng vang cho mọi người đi, để cho người ta nhớ đến mình. Đúng rồi, tao thấy tụi mình đang theo một cái lối mòn đó mày ơi. Bây giờ phải làm cái gì đó nó mới mẻ, nó fresh hơn. Đúng rồi, chứ bây giờ người ta đi ngang mà ta nhìn mình giống như hai nàng cô bơ cô bất. Nó nhạt nhẽo dễ sợ luôn á. Đánh phấn cũng dày cũng đẹp mà. Trời ơi, tốn thời gian mấy cấp mà bây giờ không ai chịu nhìn hết trơn rồi. Thôi bây giờ không biết làm gì, mày bóc gì mày đàm đại đi. Làm đại là làm gì? Cái gì? Làm đại là làm dài đó nha. Phải suy nghĩ kỹ đây, kỹ càng chứ. Thì bốc đại thì thấy ai bước ngang qua lụm vô quốc đó lộn. Lụm là làm đại, làm đại. Gái gái má ơi. Baby chỉ cần nhìn thấy em cười chút thôi. Trời, cổ lấy khăn cổ che mặt kính mít mà tao vẫn thấy cổ đẹp mày ơi. Vậy luôn hả? Mày nhớ cái Thảo, được không? Đi. Mày đang cứng mà. Đi đi về báo tin tao biết mày. Mày biết sao trái tim này lại loạn nhịp như vậy? Chỉ không thể kiểm soát được khi bỗng nhìn thấy. Gì vậy nè trời? Em ơi cho anh theo với em, cầm tay anh qua biên giới. Làm cái gì vậy? Tránh ra chỗ khác cho bà đi. Em à, nhìn em còn trẻ mà tại sao lại xưng là bà? Muốn leo lên đầu anh ngồi sớm vậy sao? Em ý em nói là em già đời đúng không? Anh biết mà, anh rất thích những người cô gái mà là có cái suy nghĩ trưởng thành như là em. Hãy có thể làm bạn gái của anh được không? Trời, mỗi lần mà đi cua gái vậy đó. Ừ. Có bị đánh bao giờ chưa? Nghĩ sao vậy? Bà lâu lâu thì cũng có. Ở đây bà nói nghe. Bà làm sao? Không được. Gọi anh một tiếng đi, rồi muốn hung người ta thì cho hung. Lại đây. Sao nè? Ui, ba già cũng không tha. Trời ơi, đây nãy giờ mới nhận ra. Ai vậy? Không nhận ra hả? Ba nội của mày nè. Ủa, bà xàm á bà ơi. Mới sáng sớm mà ba vô bà xàm á, bà nội tôi đang ở nhà mà. Không có. Sáng nay mà ra chợ á, cái thấy mấy đứa nhỏ nó mở cái thử thách gì mà selfie trẻ hóa tuổi tác, cái bà nhào vô bà tham gia. Ôi đi đó, tự nhiên trẻ hóa đẹp gái không con. Trời ơi, cái gì vậy bà nội ơi? Bà nội sao có nói bà nội rồi, mấy cái này là trò chơi của tụi thanh niên, tụi trẻ trâu mà nó tham gia làm cái gì? Cái thằng nhóc này đâu, cái thằng đi theo bà nội á. Quánh nó làm bẹp rồi. Vậy vậy đi, bỏ cái trò luôn rồi đi. Giờ sao cho bà nội trở về như cũ đi, con nhìn không có quen bà nội ơi. Đẹp gái mà. Không đẹp gì chứ. Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Radio 888 với lại Will và Đàm Phương Linh, và khách mời đặc biệt ngày hôm nay đó chính là Ngọc Trai. Và các bạn đừng quên gọi đến tổng đài của chương trình qua số điện thoại 0873050788, cũng như truy cập vào fanpage của Radio 888 qua địa chỉ facebook.com/radio888 nhanh TV. Tao giết mày. Vậy thôi. Hôm nay thì khách mời của chúng ta là Ngọc Trai, thì Ngọc Trai khá là chịu chơi rồi ha, cho nên là hành hạ hết sức tối đa đúng không? Dạ, em chịu chơi lắm chị Phương Linh. Dạ. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với một vài câu hỏi nhanh dành cho Ngọc Trai. Cái tên Cu Tửng là từ đâu mà có? Tửng 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 tửng. Hey. Là từ đó mà ra. Nói chung á là đừng có hỏi những câu này đối với mấy thằng nó đã tửng sẵn rồi. Kể tên hết các nghề Trai từng làm. Diễn viên, VJ, ca sĩ, trai, vũ công, hết rồi. Rồi bây giờ thì tự nhận xét về tính tình của mình bằng ba từ. Thì từ đầu tiên là có rồi, tửng nè, đẹp. Độc. Độc thì cũng có thể là đẹp thì mình coi lại. Hơi hoang mang, hơi bị đúng độc. Nói chung là tập trung vào vấn đề để hỏi tiếp đi. Giống Nguyễn Lực hơn hay giống Bí Rầm hơn? Tới tận bây giờ thì mình thấy mình giống Ngọc Trai ha. Câu trả lời bỏ cái câu khó quá. Nếu Thái Hậu được chọn, sẽ chọn vai diễn nào trong Tấm Cám? Thì vẫn là Nguyễn Lực thôi. Chứ không lẽ bây giờ nói chọn vai của Will á thì... Thì kỳ quá, làm nhành sao vai. Mà được, khó làm. Ôi trời, giết ngươi! Bụp chết. Cái vai đó là... Ôi cái bài đó hay dễ sợ luôn ha, thiệt. Mỗi lần đi casting về mà rớt vai thì sao? Quen nói gì? Quen với điều đó rồi ha. Nếu một ngày người yêu bảo lỡ em có em bé rồi thì sao? Trời ơi, mừng chứ sao? Cho vui nhà vui cửa ha. Ừ. Rồi bây giờ hát một bài yêu thích bằng giọng thì thầm. Lớn hơn chút. Dặn thêm tí nữa. Thế bây giờ là em cứ tưởng tượng ra trong người anh là nó có một cái đồ vật. Ừ thì bây giờ là em dặn đi. Ừ. Em dặn qua đây nó lớn, mình dặn lên nó nhỏ. 1 2 3. Lùi bước về sau để đấy em rõ. Linh nó hoạt hình quá ha. Gì nó cũng nghĩ ra được ấy.
Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình Radio 88.8 cùng với Will và Đàm Phương Linh. Và khách mời đặc biệt ngày hôm nay đó là một cụ VJ thật xinh đẹp lộng lẫy lung linh. Mình có thể bỏ từ cụ được không? Tại vì từ cụ nghe nó khá là già dặn, mà trong khi đó là tâm hồn mình vẫn còn trẻ trung mà nhỉ. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một phần là câu hỏi dài, nhưng mà xen kẽ vào những câu hỏi đó thì sẽ là một cái phần là ngày xưa trai hay làm ở chỉ có thể là Giang. Vậy đó. Thì quen quá rồi hả trai ha? Quen rồi. Nhưng mà nghe có một nguy hiểm. Có gì đâu nguy hiểm? Trai mà sợ gì trai ơi. Rồi. Không sợ chứ. Đặt nó lên coi. Hai bắt. Rồi ráng vậy đi. Là gì đây? Mở lên. Tháp. Không phải. Ý nó là bên đây nè. Tại vì hồi nãy là tại vì cái tay anh nó dạo này sáng sớm là thức dậy không? Không phải thách đâu. Không thể nào mà thách được phải không? Đây là cái gì? Thật hay không? Thật. Quay trở lại với vai diễn Nguyễn Lực trong Tấm Cám Chuyện Chưa Kể, trai có được nhận bài phản hồi tích cực gì không? Chỉ hy vọng là khi mà một bộ phim mà là được trình chiếu á, thì cái vai diễn của mình sẽ để lại một ấn tượng gì đó cho các bạn khán giả thôi. Được mà rồi. Giờ trai nói rõ hơn về cái vai diễn đó đi cho nhiều bạn chưa coi đi. Thì lúc nào là cũng đi chung với lại Isaac với lại Will phải không? Và lúc nào cũng phải là Will mới Will, được đó. Cái vai này nó cũng khá giống với lại cái cá tính của mình ngoài đời, cũng vui vẻ phải không? Đáng yêu đồ phải không? Rất là muốn thể hiện mình nhưng mà không bao giờ được trọng dụng cả. Lúc cuối thì cũng hên được trọng dụng xíu để mà trổ một miếng tài. Hai bác không thể nào vô thách được nữa, cho em mở luôn. Thật đúng không? Thật. Đã đi qua nhiều bộ phim khác nhau á, nhưng đa phần là trai đều nhận cái tuyến gọi là vai phụ hài hước. Là do anh thích những cái vai diễn đó hay là do duyên làm diễn viên chính chưa tới? Chiều cao anh không có, cũng không có đẹp đẽ gì bằng những người diễn viên còn lại. Cho nên á là mình chỉ cần làm tốt những cái vấn đề mà người ta giao cho mình thôi, vậy là được rồi. Tại vì có thể vai chính của một cái bộ phim nếu mà nó hay thì người ta sẽ nhớ, nhưng mà lạng quạng vai chính của một bộ phim mà nó lại mờ hơn vai phụ thì vai phụ người ta sẽ nhớ hơn. Rồi đó. Bây giờ muốn thử sức với thể loại nào? Một cái vai nào đó mà nó khác hoàn toàn với lại cá tính của mình, ví dụ như là phản diện, độc ác đó, ví dụ hai mặt đồ chẳng hạn như vậy không? Bây giờ nói là ở ngoài anh không hề có những cái tính đó luôn cái gì đúng không? Đúng rồi, con người thánh thiện như anh thì làm sao mà có những cái tính được. Wow. Nha. Trời ơi, cái này nó bắn sóc cảm xúc dễ sợ luôn ha. Thật. Một diễn viên tự do rồi, không quản lý, không có ai đi theo phụ. Bây giờ thấy khó khăn gì không? Một người diễn viên tự do hoặc là một người nghệ sĩ tự do sẽ mang tâm lý là hên xui. Giống như là tình tháng vừa rồi đi, là anh cũng đi casting khá là nhiều phim, nhưng mà đậu là đậu chỉ có đúng một phim một thôi. Mà cái phim đó là anh sẽ đóng với lại Will. Hay là không vậy luôn sẽ có duyên với Will. Có khi nào yêu nhau không trời? Anh nói với trai mà hay là mình làm một phim đam mỹ đi. Tại mình hai năm 29 kiểu vậy. Xoay. Lại xoay nữa hả? Xoay hoài vậy. Tôi nhớ là tôi làm chương trình của tôi là tôi xoay có 2-3 lần à. Thì qua đây nó nhiều hơn. Lại thật. Ngọc trai dạo này cũng ít xuất hiện trên báo, có sợ là mọi người quên mình không? Đâu phải lúc nào là mình cũng có cái cơ duyên là mình sẽ được lên báo đâu. Thì nếu như mà là một người nghệ sĩ nào đó mà là muốn lúc nào cũng được các bạn khán giả nhắc tới, là sẽ có những cái bài chẳng hạn như là hôm nay ăn cái gì, hôm nay mặc cái gì, rồi hôm nay đi đâu, hay là mất đồ bla 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 chẳng hạn là vậy. Nếu mà là theo trai thấy thì những cái thông tin đó là nó không có thực sự là quan trọng mà mang nhiều giá trị lắm đối với những người như mình. Nên đó là Ngọc trai lúc nào tới cái giờ Linh là thấy thông báo trên Facebook Ngọc trai livestream. Có livestream là cái gì? Là để cho người ta tương tác với lại những cái người mà đang theo dõi mình. Không có ghi status nhiều thì mình phải livestream cho người ta tương tác với mình. Trời, quay cho ấn tượng đi. Trời, ok. Thách đi. Ghê chưa? Làm ơn, thách đi. Thôi mở đi, thách. Rồi xong. Thách. Dẫm hai chân vào xô nước đá trong vòng 1 phút. Yeah. Thách đi. Thách đi. Xong cái thách đó mình thật. Cố lên. Bây giờ phải để làm sao? Đúng hai chân luôn thôi. Đứng nhau luôn á. Vậy thôi hả? Ừ. Đâu là anh đâu đúng không? 1 phút thôi mà. Làm đâu, không làm đâu. 5 phút nha. 5 phút sao diễn, bắt đầu diễn á. Không, lạnh thì các bạn. Chưa tới 1 phút chưa mà. Chưa lạnh lắm hả? Ây da, lạnh lắm á, thiệt đó, không có giỡn đâu. Cái giọng bây giờ nó mất. Cái ảnh không diễn đâu anh ạ. À. Đứng lên, mày bớt diễn đi. Không ai thì cách xê đâu. Quay tiếp nha. Lại thật. Dự định trong năm tới của trai là gì? Có vẻ như là trai sẽ tham gia một bộ phim đúng không? Và cái bộ phim đó dự định là sẽ rất là hot đó. Hot khủng khiếp luôn. Với Will nè. Hot giả mang luôn. Cả hai đứa đều hóa thân thành 17 tuổi. Thân lắm. Hai đứa chuyên gia đi cua gái luôn. Mà Will cua ai cũng dính á. Còn một trai thì cua ai cũng không có được. Bị gái bỏ thôi. Ủa, hình như câu hỏi này là dành cho tôi đúng không ta? Phía sau là của trai nè. Còn khi nào về Vinh đây? Còn khi nào về Vinh? Về Vinh có nghĩa là người ta rước tôi về Vinh đây là sao? Mình lo được cho cuộc sống của mình và lo được cho những người xung quanh thì mình mới dám làm cái điều đó. Các bạn thấy gì vậy? Ngọc Trâm dễ thương không? Dễ thương lắm. Trai dễ thương hả? Ừ, cùng chữ Ngọc với nhau mà. Là được rồi đó. Tuy nhiên phải Ngọc Trâm hay sao? Cái tên gì á? Nói chung cần tôi nói ra đời bạn gái F1, F2, F3 không? Thôi bỏ qua đi. Chương trình không đi sâu tới đời quá đâu nha. Trời
Radio 88.8 và các bạn đang truy cập vào Facebook Radio 888 Dan TV để có thể giao lưu cùng với 20 trang cũng như khách mời đặc biệt của chúng ta nha. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với game của phần thứ hai. Tôi đã hiểu được cái luật chơi này, nhưng mà chỉ có một điều kiện này thôi. À, nếu như mà khi mà đã chọn xong rồi mà hai người kia mà còn tráo nữa đó nha là bị phạt. 1 2 3. Không nhớ, xấu trời được rồi. Rồi sẽ qua. Rồi, bây giờ Will sẽ tính từ tay trái qua tay phải của Will nha. Tôi chọn số 2. Rồi, từ qua đây. Nước gừng. À, nước gừng. Thấy chưa? Dưới. Ít thôi, để chừa cho người kia nữa. Một, hai, ba. Rồi, anh thua. Anh nghĩ là nó sẽ chọn số 1. Cho nên mình đừng để nó. Không, mình cứ để số 1 để chắc chắn là nó sẽ chọn số 1. Rồi, chọn đi Will. Chọn sao? Suy nghĩ kia này đi. Suy nghĩ lại đi. Thôi kệ, chọn lại đi, mệt. Suy nghĩ lại đi, nó đi. Sống mà là mình không. Muối hay gì cũng được. À, nước muối, nước muối. Đang viêm họng. Viêm họng tao uống nước giá dài, uống nước muối. Chẳng tốt rồi. Tới Linh. Rồi, Linh chọn đi. Số 3. Số 3 cái gì? Số 3. Em có chắc chắn chưa? Suy nghĩ kỹ đi. Em đang phân vân với hai số là số 3 với số 1 hoặc số 3 với số 5. À, vậy là 3 số lận. 3 số lận. Bây giờ là em nên chọn thôi. 5. Anh chọn số mấy? 3. 3 hay 5? Em nên chọn số 5 đi, nghe lời anh đi, chứ số 3 là mệt lắm đó. 3 ha. Rồi, 3 quay lại. Trời ơi, lì dễ sợ luôn á, số 3 là nước tương mà. Trời ơi là trời. Em cũng có nghĩ vậy. Rồi. Có gì gây cứng đúng không? Uống nửa ly. Cái gì nửa ly để cho mọi người nhắm môi thôi mà. Em uống cái gì? Em đi uống rượu uống vậy, uống cuối mà để lông đền kìa. Ừ. Lông đền là đền cả bàn luôn đó. Đúng rồi. Cái này giờ có trứng ốc la. Ôi ghê quá à. Bây giờ thử lần nữa đi, anh không tin là em xui như vậy. Chọn thôi, không uống đâu. Để nó vô. Rồi số mấy? Rồi chuyển. 2, 3, chuyển. Chuyển. Chuyển, quá là chuyển luôn. Rồi. Số mấy? Số 5. Số 5 luôn thiệt, ghê. Số 5 luôn kìa. Đâu thử bây giờ là lần nữa, là một lần cuối thôi. Suy nghĩ kỹ nha, tin vào trực giác của mình. Số mấy? Số 2. Số 2? Ừ. Không chắc là số 2 không? Ông Will cũng xạo, ông Will ơi. Cái gì vậy? Không về. Không về đi. Không những là em còn xui mà em còn khờ nữa không? Ôm mời đến đây là nãy vậy đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần livestream của chương trình. Chào mừng các bạn đã đến với livestream của chương trình đặc biệt Radio 88.8 cùng với khách mời nam dễ thương ngày hôm nay, đó chính là nam diễn viên, người dẫn chương trình Ngọc Trai. Cao 1m7, còn độn thêm nữa là chắc cao được 1m73. Mà không thích đi giày độn, tại vì sao không quen? Tại vì anh trai mang giày cao gót luôn mà không cần độn. Nghĩ sao vậy trời ơi, giày độn là không quen rồi làm sao giày cao gót được. Đó, rớt một cái này, một tay thôi. Mỗi lần một tay mà. Bỏ lên trên hả? Đúng rồi, bỏ lên trên nó mới hay. Lại sát nữa. Trời, cái không được, cái tay anh bự quá à. Mệt, cố lên, cố lên. Tay gì để đẩy gắn lại. Trò này là tay chơi hơi bị giỏi luôn. Ê, cái bài nào đang hot bây giờ? Để thế bỗng chốc như bé lại. Cả thế giới bỗng chốc như bé lại chỉ bằng tôi phải tái đúng không? Hình như vậy. Phía sau một cô gái. Phía sau một cô gái. Ê, một tay mà. Ủa? Một tay thôi. Thôi bây giờ xí xóa rồi lấy luôn đi. Lấy một tay. Một tay. Đừng có mặt. Tay anh đúng không? Tay anh đúng không? Lấy cái nào nó khó đi xíu không? Nó khó thiệt đó. Nhiều khi anh mong đúng không? Thế ra tất cả thay vì ngồi lặng im nghe em kể về anh ta bằng đôi mắt lấp lánh. Không biết hát đúng không nhỉ? Khi anh lùi bước về sau để thấy em rõ hơn, để có thể ngắm em từ xa ưu yếm hơn. Rớt. Cả cuộc sống bỗng chốc thu bé lại chỉ bằng một cây gỗ. Đừng rớt nha. Ê, rớt cái nào, rớt cái nào. Ê, không. Không, anh chọn cái nào là anh phải đúng cái đó. Rớt cái nào rồi thôi, để cái đó đi. Không, rớt cái nào thôi, để cái đó đi. Một cục nè. Nè, mạnh mẽ hai cục nè. Trời ơi, đừng có giỡn cái trai nữa trời. Lên, đây em ba cái trò này là chuyện nhỏ. Trai hợp cả với VJ nào giỡn đa phần á là trai đều hợp hết. Chỉ khi nào mà là những người nào mà đanh đá giống như là Will á thì là hơi khó hợp cả đi xíu thôi. Không những đánh đá mà còn ăn gian. Yes. Đúng không? Ghê vậy đó. Nói chung là mình phải làm cái gì đó nó đột phá đi. Nó đột phá đi, lỡ là đột phá đi. Anh vẫn cố tình khoe góc đẹp luôn. Ê! Will! Thấy chưa? Mày hơi căng đó. Nói chung là cái đứa bị đẹp tan phải là tôi đâu. Hay vậy?
Không, rớt à. À, trả lại ra. Không được trả rồi. Rồi, đã. Nó đã ra gần phân nửa rồi, anh đi lên làm đau đi. Vô quýnh yêu nữa mình. Trời ơi, quýnh cả tuôn nữa. Đây nè, để anh bị phạm cho được sự quýnh là quýnh như nè, thấy không? Hi. Trời ơi, gì gồng dữ vậy? Gồng. Ôi cái gì gồng phải dữ vậy? Phải gồng cấp lên chứ. À, hiểu quá. Đó. Quá rất bình thường vậy không? Nãy giờ rất bình thường à. Không bình thường đâu em. Đang gồng á, đang đau á. Không hề đau. Dân tập tạ mới là chuyện bình thường. Ủa thiệt hả? Không đau hả? Không, bình thường. Nó chỉ đỏ thôi chứ không đau thử coi. Đau thế nào là không đau được đúng không? Phải đau lắm. Đánh cái nào là đáng cái đâu. Đau quá. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi livestream của chương trình Radio 88.8. Còn bây giờ livestream đã kết thúc và các bạn hãy nhanh tay đăng ký cũng như theo dõi vào những số tiếp theo của Radio 888 nha. Bây giờ thời lượng của chương trình Radio 888 cũng đã kết thúc rồi. Và ngày hôm nay xin cảm ơn Ngọc Trai rất nhiều đã tham gia vào chương trình. Cũng rất là vui khi mà quay trở lại chương trình Radio 888. Trai cũng hy vọng rằng là chương trình sẽ phát triển hơn nữa. Trai cũng chỉ hy vọng rằng là các bạn sẽ luôn luôn ủng hộ những cái sản phẩm mà là bản thân Trai cũng như là sản phẩm của hai bạn ngồi kế bên Trai. Xin cảm ơn Ngọc Trai rất là nhiều. Và các bạn, trước khi kết thúc chương trình, các bạn cũng đừng quên theo dõi phần đặc biệt của anh chàng rapper Huawei. Và không biết ngày hôm nay anh ta sẽ mang đến những câu chuyện thú vị nào, đừng bỏ lỡ nhé. Và các bạn đừng quên kênh tổng đài của chương trình có số điện thoại 0873050788, cũng như truy cập vào fanpage của Radio 888 qua địa chỉ facebook.com/radio888.tv. Xin chào và hẹn gặp lại. Ngày hôm nay sao hoa rơi khi ta buông đôi chân mềm. Gió đang lay khắp muôn nơi, dòng lệ tuôn tan trên thềm. Ta thấy buồn một ngày nữa nhưng hôm nay tại sao phát cuồng vì ngọn lửa đang trỗi dậy khi em qua. Yeah, anh còn nhớ đến ta lần đầu gặp có. Có rất là nhiều bạn trẻ biết và hâm mộ Huawei. Tại vì sao họ thích nhân vật Huawei? Tại vì sao họ thích lão đại? Bởi vì họ cảm thấy Huawei là người hiểu được tâm can của họ. Tiếng sáo ru mùa thu ngàn muôn bông hoa. Một số bạn trẻ còn đang nghĩ là mình không biết làm gì cả, nhưng họ đâu biết rằng chỉ cần họ nhìn thấy một đốm sáng đó sẽ lan truyền đến những đốm sáng khác, và chúng ta sẽ có một nguồn sáng như những vì sao trên trời, và bản thân họ có thể tự phát sáng được. Chính giới trẻ đã khiến cho Huawei muốn làm người truyền lửa, truyền nhiệt huyết. Chính giới trẻ đã làm cho Huawei muốn tổ chức live show live. Chính giới trẻ đã làm cho lão đại này phải tốn 2 năm trời để gây dựng một chương trình mà nhiều người suy nghĩ rằng Huawei không thể. Nhưng rồi họ sẽ thay đổi định kiến về chuyện đó. Họ nói rằng có một nơi mà họ không tới, và nơi đó tên là Thiên Thu. Anh đã đặt cho ta 2 vé vào đi vào lúc mùa thu tàn. Nắng sẽ sáng, đường ngã vàng vì lá sẽ đưa ta sang. Nàng đừng lo lắng, ta bên nàng, ta chắc chắn. Ta sẽ đi đến Thiên Thu, ta sẽ đi đến Thiên Thu. Chỉ nhiêu đó thôi là đủ. Kế hoạch gây quỹ có tên là Một Đô Cho Like bước đầu đã hoàn thành tốt đẹp. Chỉ sau một đêm, Huawei đã có hơn 2 triệu lượt tương tác. Đây là cách để Huawei đo xem có bao nhiêu người thật sự quan tâm tới nhạc rap và bao nhiêu người thật sự quan tâm đến Huawei, và con số đó thật là bất ngờ. Bên cạnh đó còn có những bạn luôn động viên nhắc nhở Huawei mỗi ngày là cố lên, phải thực hiện cho bằng được live show live. Hiện thời Huawei rất là muốn thông báo với họ rằng là Huawei nhận được tất cả những gì mà họ nhắn nhủ. Huawei hy vọng rằng những người qua màn ảnh này họ đang xem, họ có thể thấy được và hiểu được là Huawei biết ơn họ đến mức nào. Như Huawei đã nói, chỉ những người dám bước, dám làm, dám nghĩ thì đó là những người thành công. Còn những người không dám làm, không dám nghĩ thì xin lỗi, cái đó không phải là mục tiêu của live show live, ok? Tất cả những điều Huawei làm nó sẽ về nghệ thuật, nhạc rap, và sẽ là những điều đáng kinh ngạc. Chúng ta hãy sống hết mình và làm hết mình để thực hiện những điều mà chúng ta muốn cho tương lai chúng ta, cho những gì chúng ta suy nghĩ, cho những hoài bão, cho những ước mơ và cho ngọn lửa mà chúng ta đang giữ trong lòng.
và Quỳ Lão Đại. Hay mắt trời chết cha Hùng ơi. Hùng ơi, anh có một cơ hội thôi mà anh Hùng để ơi. Đánh à, về là anh còn muốn với em không? Rồi, ok, 1, 2 mà em. Rồi, thắng rồi. Ủa cái gì vậy? Ủa cái gì vậy? Xong rồi. Chưa chuẩn bị, chưa cái gì hết trơn nha. Thắng rồi. Thắt mệt thì thiệt luôn. Ờ, thiệt cứ mệt. Rất là gian lận. Rồi, quay tiếp đi. Lại quay tiếp nữa hả?